Mở máy cụ thể và chi tiết giúp mình nhé. Xong ok thì gửi sớm cho mình. Clip kỹ rõ các vị trí như siêu pin, siêu màn, quỷ tím chip màn và các vị trí main và khu camera. Mình thấy trên YouTube hướng dẫn vậy. Thì giờ mong bạn kiểm tra giúp vậy chứ cũng không biết sao. Cũng có xem nát mấy clip của Hoàng Kiên nữa nên mới muốn bạn làm vậy. Thành bạn, đây là yêu cầu của anh Tuấn ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh Tuấn có đặt hàng của bên em một cây 11 Pro Max và anh nói là anh đã tìm máy từ cả một tháng nay rồi và quyết định là mua máy của bên em. Và em thấy là anh rất là kỹ tính. Thì tất cả những cái yêu cầu này em sẽ đáp ứng cho anh ngay sau đây. Thật ra là cây máy này chưa phải mở, tại vì anh không lấy pin vào bên em trừ cho anh một khoản tiền. Đấy. Đây, bên trong máy đây mọi người nhé. Thì anh Tuấn yêu cầu em cũng khá là nhiều vị trí, thì bây giờ em sẽ chỉ từng vị trí một nhé. Đầu tiên là anh có yêu cầu em chỉ về cái vị trí của quỳ tím này. Đầu tiên em chỉ vị trí của quỳ tím trước nhé. Đây, quỳ tím đây rất là đẹp, không có dấu hiệu của dán lại mọi người nhé. Nếu mà quỳ tím mà có dấu hiệu của dán lại thì người ta sẽ, tức là nó sẽ thừa ra một phần keo nào đó và cái hình quỳ tím này nó sẽ không được hoàn hảo này, nó không được đẹp hoàn hảo, nó thành một cái hình gọi là hình viên thuốc đẹp như này. Đấy, nó sẽ có dấu hiệu của cái việc gấp hoặc là việc tách hoặc là nó thừa keo dán sai vị trí. Đấy. Quỳ tím vẫn còn là trắng và đây là quỳ tím zin, không phải là quỳ tím dán lại mọi người nhé. Thứ hai thì anh có yêu cầu em là chỉ cho anh cái vị trí của cái siêu màn hình. Thì đây siêu màn hình đây anh nhé. Đấy. Siêu màn hình như này là chưa bị rách anh nhé, đấy nó vẫn còn này, chưa bị rách, vẫn còn nguyên vẹn. Và đây đây là cái vị trí đệm của cái camera trước, thì như anh có thể thấy là nó vẫn còn đệm cao su anh nhé, nó vẫn còn miếng mút đệm cao su rất là mỏng ở đây để chứng minh là màn chưa bị ép kính. Đấy. Và ở đây là cái phần con chip IC của màn anh nhé. Đấy, như anh đã xem các kênh uy tín nhiều như Hoàng Kiên, anh có tâm sự với em là anh xem nát mấy video của Hoàng Kiên, thì anh có xem hướng dẫn xem máy zin, thì anh có chỉ cho em vài vị trí, yêu cầu bên em là phải soi kỹ. Đấy, thì em soi kỹ anh xem đây. Đấy, cái mối hàn này nó rất là mượt, nó rất là phẳng anh nhé. Em có thể cho anh xem thêm kỹ thêm một chút nữa. Đấy. Zoom to lên thì nó hơi vỡ hình mọi người nhé. Đấy. Đấy. Như này là rất là mượt, rất là phẳng, không có dấu hiệu của việc khò ra và hàn lại anh nhé. Đấy. Cho anh xem kỹ lại. Và ở đây nữa. Đây. Đây, anh có thể thấy nó rất là bóng nhá, nó rất là bóng, nó rất là mượt mà mịn màng, phẳng phiu, chưa có dấu hiệu của việc khò ra và hàn lại nhé. Và ở trên màn thì chắc là anh cũng băn khoăn cái việc là ở đây có một tí vết đúng không ạ? Thì em giải thích với anh là cái này nó bị từ tì từ cái nẹp này anh nhé. Đấy, khi mà em đóng lại này, đấy, cái vết này nó tì sang bên này. Đấy, thì trong cái quá trình sử dụng lâu ngày thì nó sẽ để lại cái vết này nhé. Chứ còn đây là hàng zin chưa đụng ốc chứ nó không phải là có dấu hiệu xử lý gì cả. Để xem anh còn yêu cầu. Đấy, như anh có thể thấy là ở trên máy này thì rất là sạch đẹp. Đấy. Như trên máy này thì kể cả màng loa bình thường thì có một số máy khi mà mới mở ra thì màng loa nó sẽ có dấu vân tay, nhưng mà máy này thì hầu như không có dấu gì anh nhé. Đấy là em soi rất là kỹ luôn.
Zoom phải nói là quay macro cho anh như thế. Đây là nó tất nhiên là nó không được hoàn hảo anh nhé. Tất nhiên là kể cả máy nhà sản xuất ra nó không được hoàn hảo, nó không thể nào mà nó không có tí vết nào cả, đặc biệt là trên màng loa. Nhưng mà thế này thì nó không phải là dấu vết vân tay anh ạ, đấy là nói chung là dấu vết của cái quá trình sản xuất gì đấy. Còn ở đây những cái nẹp như này thì anh nhìn là nó không có dấu vết vân tay nào cả nhé, rất là sạch đẹp này. Đấy, rất là sạch đẹp. Thì chút nữa em sẽ mở cái nẹp đây cho anh xem những cái rắc connect ở bên trong, tại vì anh có yêu cầu em thì em sẽ mở ra cho anh xem. Đấy, đây nẹp đây rất là đẹp nhé. Đấy, không có dấu vết vân tay nào cả. Còn cái màng loa có vết thì anh xem những kênh YouTube lớn như Hoàng Kiên thì những cái vấn đề này thì người ta cũng nói nhiều rồi. Mang cái loa dưới này là hầu như là máy nào có vết, nhưng mà như máy này là không phải vết vân tay, thậm chí những cái máy mở ra lần đầu tiên nó có vết vân tay ở đây này, máy này là không phải vết vân tay. Đấy. Rồi thì siêu pin. Zoom X3 lên nên là cái hình ảnh nó không được rõ nét lắm. Chỉnh lại cái đèn. Đây. Để cho nó thành X2 lại này. Đấy, X2 thì lại rất là rõ nét, X3 lên thì lại không rõ nét lắm. Em đang quay bằng một cây 13 Pro Max. Đáng lẽ ra quay bằng 12 Pro Max thì nó chỉ X2 lên thôi thì nó khá là đẹp. X3 lên nó hơi mờ. Đây, như đây là rõ rồi, em cho về X2 này này. Đây, anh có thể thấy là cái siêu pin, đây chính xác là siêu pin zin anh nhé. Đấy, không có thợ nào mà có thể làm được cái siêu pin nó mỏng và nó đẹp, nó ngay ngắn này. Siêu pin dán, siêu pin lô thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ dày hơn, thứ hai là nó sẽ để lại một cái vết lớp trắng này rất là dày, trắng ở cái mép này này. Và thứ ba là nó sẽ không được đẹp này. Đây, siêu pin zin này nhá, rất là mỏng, rất là đẹp. Đấy, bên trong máy chuẩn chỉ là máy mở ra lần đầu tiên. Bây giờ thì em sẽ mở cái rắc connect, mở cái nẹp. Bảo vệ những cái rắc connect để cho anh xem cái chân rắc connect kết nối. Đây là một trường hợp khách yêu cầu mở máy ra để xem chứ không phải là để thay pin mọi người nhé. Tại vì anh Tuấn thì cũng đã, theo như anh nói thì anh cũng tìm hiểu mua máy ở trên, tức là tìm hiểu mua mua máy ở rất là nhiều nơi, và sau đó thì anh quyết định là mua của bên em. Đấy, anh mới xem được video clip của bên em thì anh, đấy, anh quyết định mua của bên em. Đấy, nên là anh rất là cẩn thận, anh xem rất là nhiều video mở máy. Như mọi người có thể thấy là đây là cái lần mở máy lần đầu tiên khi mà em mở cái nẹp này thì nó sẽ có một cái lực dính nhất định mọi người nhé, nó sẽ dính một cách nhất định đấy, chứ nó không phải là đẩy cái nó ra đấy. Lúc nãy là em đã cậy lên rồi đấy. Đây thì chân rắc connect nó rất là đẹp, đây nó rất là đẹp đấy nhá. Đây, những cái đệm cao su này nó vẫn còn nguyên này nhá. Đấy, đây này. Đấy, nếu mà mên sửa ấy, những cái đệm cao su này anh có thể thấy này, nó vẫn còn nguyên này nhá. Đấy, nó vẫn còn nguyên, nó rất là đẹp. Đấy. Nếu mà mên sửa thì những cái đệm cao su này nó sẽ bị nhăn nhau này, tại vì nó bị tác động bởi nhiệt. Đây là nó nguyên này, cái như thế này là chưa có tác động và chưa có dấu hiệu của cái việc là cậy cái connect này lên. Bây giờ thì em sẽ mở tiếp cái nẹp bảo vệ camera này. Đấy, để cho anh xem.
Đây, anh có thể thấy là camera sau rất là đẹp, không có dấu hiệu của cái việc cầm nắm, sờ mó hay là xử lý gì nhé, nó chả có dấu hiệu vết gì cả. Bây giờ thì em sẽ cho anh xem lại số email của máy một lần nữa. Trong đó thì mở máy ra cho anh xem một lần nữa rồi nhé, để tránh trường hợp có bác nào đó nói em cháo máy, thì để em tránh cái phòng tránh cái trường hợp đó. Số email của máy là 24720, đúng như máy anh đặt của bên em. Và khi mà nhận máy thì anh kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Đây, bên trong máy này nhé, quỳ tím này, quỳ tím này, đấy, siêu màn hình này, đấy, vẫn còn nguyên này nhá, đệm camera, IC màn, chưa có dấu hiệu của việc khò da và hàn lạ, rất là phẳng phiu. Đây là một con IC màn nữa, rất là phẳng phiu nhé. Và đây là giắc kết nối. Những cái đệm cao su vẫn còn này nhé. Đấy. Như thế này là chưa có dấu hiệu của việc mở ra, chưa lần nào mở giắc ra. Và đây là trên chỗ camera này. Đấy, camera này. Chưa có dấu hiệu của xử lý gì mọi người nhé. Đây là siêu pin này, đây là siêu pin, rất là đẹp, rất là mỏng nhé, siêu pin gì, siêu pin rất là đẹp, rất là mỏng. Đây, siêu pin đây. Lúc nãy em quay ở cái chế độ zoom từ 1 lên nên là nó hơi bị kém sắc nét. Đấy. Thì bây giờ em quay lại cho mọi người. Đây, siêu pin đây mọi người nhé. Giờ em quay ở cái camera macro đấy, nên là nó sẽ đẹp hơn, sắc nét hơn. Quỳ tím này, đệm cao su này, nó có đệm cao su và nó là đệm cao su zin chứ nó không phải dán lại, tại vì không có thợ nào mà dán lại được, nó mượt mà này, nó hoàn hảo thế. Đây, IC màn đây, phẳng view mọi người nhé. Đây là một cái IC nữa. Phẳng view, nếu mà có dấu hiệu mà khò da để hàn lại thì cái chỗ này nó không phẳng view này mọi người nhé. Chỗ này thì nó sẽ có những cái vết của cái que hàn, vết của mối hàn mọi người nhé. Xin chân thành cảm ơn anh Tuấn ở Bình Nguyên, Hải Phòng đã tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt hàng cây máy này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đây là trường hợp anh Tuấn yêu cầu mở máy ra để kiểm tra, và đối với chiếc máy này thì bên em sẽ không 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 sẽ không bao là không ưng thì trả lại mọi người nhé. Tại vì máy mở ra rồi thì bên em bán rất là khó luôn. Nhưng mà để zin ốc thì bên em bán thì nó dễ hơn mọi người. Nên là lưu ý mọi người nhé. Với trường hợp mà mọi người
yêu cầu mở ra kiểm tra này thì em vẫn bảo hành cho mọi người bình thường. Và khi mà mở ra thì em đóng lại áp suất mọi người nhá. Nhưng mà có một cái là sẽ không 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 có cái chế độ là không ưng thì trả lại mọi người nhá. Còn bình thường nếu mà máy mà để ở chế độ mà chưa mở ốc ấy, đấy, thì bên em sẽ bao mọi người dùng không ưng thì trả lại. Đây là siêu zin theo máy mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể thấy là đây siêu của nó. Thứ nhất là đặc điểm của siêu zin thì nó rất là dính, nói chung là thợ nhìn biết ngay siêu zin nó rất là dính luôn mọi người. Đấy, và cái siêu zin thì nó sẽ dán được, dán rất là đẹp tại vì máy nó dán và nó sẽ ra được tràn tràn ra cái khung này mọi người nhé. Đấy, đây có một đường bò này, là cái siêu của nó là nó sẽ bò ra đúng cái để nó bò ra là rất là đẹp, nó bò ra đúng cái đường cua này này. Đấy, đường cong đường cua này. Đấy, mọi người có thể thấy đây siêu zin này. Đấy, và nó rất là đủ mọi người nhé. Máy này chưa mở ra là nào cả. Số email của máy là 24720, như anh Tuấn và mọi người có thể thấy ở trên màn hình. Mọi người có thể thấy doang zin mọi người nhé, doang zin tính rất là chắc, thợ nhìn vào là biết doang zin này. Đấy, mọi người thấy nó dính lên này.
Đứng trên trục dưới này. Mọi người có thể thấy tiếng tách ra rắc rắc của dòng zin. Dòng zin này thì bên em sẽ giữ lại để đóng cho mọi người cố gắng giữ lại tối đa. Tất nhiên là nó sẽ bị mất một phần nào đấy. Giữ lại tối đa để đóng lại áp suất cho mọi người bằng dòng zin thì áp nó sẽ tăng hơn. Tất nhiên là nó sẽ không được bằng áp zin mọi người nhé. Để máy này anh Tuấn yêu cầu vì là mở chứ thật ra là cây máy này chưa phải mở, tại vì anh không lấy pin và bên em trừ cho anh một khoản tiền. Đây, bên trong máy đây mọi người nhé. Thì anh Tuấn yêu cầu em cũng khá là nhiều vị trí. Thì bây giờ em sẽ chỉ từng vị trí một nhé. Đầu tiên là anh có yêu cầu em chỉ về cái vị trí của quỳ tím này. Đầu tiên em chỉ vị trí của quỳ tím trước nhé. Đây, quỳ tím đây, rất là đẹp, không có dấu hiệu của dán lại mọi người nhé. Nếu mà quỳ tím mà có dấu hiệu của dán lại thì người ta sẽ tức là nó sẽ thừa ra một phần keo nào đó và cái hình quỳ tím này nó sẽ không được hoàn hảo như này, nó không được đẹp hoàn hảo, nó thành một cái hình gọi là hình viên thuốc đẹp như này. Đấy, nó sẽ có dấu hiệu của cái việc gấp hoặc là việc tách hoặc là nó thừa keo dán sai vị trí. Đấy, quỳ tím vẫn còn là trắng và đây là quỳ tím zin, không phải là quỳ tím dán lại mọi người nhé. Thứ hai thì anh có yêu cầu em là chỉ cho anh cái vị trí của cái siêu màn hình. Thì đây siêu màn hình đây anh nhé. Đấy, siêu màn hình như này là chưa bị rách anh nhé. Đấy, nó vẫn còn chưa bị rách, vẫn còn nguyên vẹn. Và đây đây là cái vị trí đệm của cái camera trước, thì như anh có thể thấy là nó vẫn còn đệm cao su anh nhé, nó vẫn còn miếng mút đệm cao su rất là mỏng ở đây để chứng minh là màn chưa bị ép kính. Đấy, và ở đây là cái phần con chip IC của màn anh nhé. Đấy, như anh đã xem các kênh uy tín nhiều như Hoàng Kiên, anh có tâm sự với em là anh xem nát mấy video của Hoàng Kiên, thì anh có xem hướng dẫn xem máy zin thì anh có chỉ cho em vài vị trí, yêu cầu bên em là phải soi kỹ. Đấy, thì em soi kỹ anh xem đây. Đấy, cái mối hàn này nó rất là mượt, nó rất là phẳng nhá, em có thể cho anh xem thêm kỹ thêm một chút nữa. Đấy, zoom to lên thì nó hơi vỡ hình mọi người nhé. Đấy, như này là rất là mượt, rất là phẳng, không có dấu hiệu của việc khò ra và hàn lại anh nhé. Đấy, cho anh xem kỹ lại. Và ở đây nữa, đây đây anh có thể thấy nó rất là bóng nhá, nó rất là bóng, nó rất là mượt mà mịn màng phẳng phiu. Đấy, chưa có dấu hiệu của việc khò ra và hàn lại nhé. Và ở trên màn thì chắc là anh cũng băn khoăn cái việc là ở đây có một tí vết đúng không ạ? Thì em giải thích với anh là cái này nó bị từ tì từ cái nẹp này anh nhé. Đấy, khi mà em đóng lại này, đấy cái vết này nó tì sang bên này. Đấy, thì trong cái quá trình sử dụng lâu ngày thì nó sẽ để lại cái vết này nhé. Đấy, chứ còn đây là hàng zin chưa đụng ốc chứ nó không phải là có dấu hiệu xử lý gì cả. Để xem anh còn yêu cầu. Đấy, như anh có thể thấy là ở trên máy này thì rất là sạch đẹp. Đấy, như trên máy này thì kể cả màng loa bình thường thì có một số máy khi mà mới mở ra thì màng loa nó sẽ có dấu vân tay, nhưng mà máy này thì hầu như không có dấu gì anh nhé. Đây là em soi rất là kỹ luôn. Đấy, zoom phải nói là quay macro cho anh như thế này là nó tất nhiên là nó không được hoàn hảo anh nhé. Tất nhiên là
kể cả máy nhà sản xuất ra nó không được hoàn hảo, nó không thể nào mà nó không có tí vết nào cả, đặc biệt là trên màng loa. Nhưng mà thế này thì nó không phải là dấu vết vân tay ạ, đấy là nói chung là dấu vết của cái quá trình sản xuất gì đấy. Còn ở đây, ở những cái nẹp như này thì anh nhìn là nó không có dấu vết vân tay nào cả nhé, rất là sạch đẹp này. Đấy, rất là sạch đẹp. Thì chút nữa em sẽ mở cái nẹp đây cho anh xem những cái rắc connect ở bên trong, tại vì anh có yêu cầu em thì em sẽ mở ra cho anh xem. Đấy, đây nẹp đây rất là đẹp nhé. Đấy, không có dấu vết vân tay nào cả. Còn cái màng loa có vết thì anh xem những kênh YouTube lớn như Hoàng Kiên thì những cái vấn đề này thì người ta cũng nói nhiều rồi. Mang cái loa dưới này là hầu như là máy nào có vết, nhưng mà như máy này là không phải vết vân tay, thậm chí những cái máy mở ra lần đầu tiên nó có vết vân tay ở đây này. Máy đây là không phải vết vân tay. Đấy. Rồi thì siêu pin. Zoom X3 lên nên là cái hình ảnh nó không được rõ nét lắm. Chỉnh lại cái đèn. Đây. Để cho nó thành X2 lại này. Đấy, X2 thì lại rất là rõ nét, X3 lên thì lại không rõ nét lắm. Em đang quay bằng một cây 13 Pro Max. Đáng lẽ ra quay bằng 12 Pro Max thì nó chỉ X2 lên rồi thì nó khá là đẹp. X3 lên nó hơi mờ. Đây, như đây là rõ rồi, em cho về X2 này này. Đây, anh có thể thấy là cái siêu pin, đây chính xác là siêu pin zin anh nhé. Đấy, không có nhà, không có thợ nào mà có thể làm được cái siêu pin nó mỏng và nó đẹp, nó ngay ngắn như này. Siêu pin dán, siêu pin lô thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ dày hơn, thứ hai là nó sẽ để lại một cái vết lớp trắng ở đây rất là dày, trắng ở cái mép này này, và thứ ba là nó sẽ không được đẹp này. Đây, siêu pin zin này nhá, rất là mỏng, rất là đẹp. Đấy, bên trong máy chuẩn chỉ là máy mở ra lần đầu tiên. Bây giờ thì em sẽ mở cái rắc connect, mở cái nẹp. Bảo vệ bảo vệ những cái rắc connect để cho anh xem cái chân rắc connect kết nối. Đây là một trường hợp khách yêu cầu mở máy ra để xem chứ không phải là để thay pin mọi người nhé. Tại vì anh Tuấn thì cũng đã theo như anh nói thì anh cũng tìm hiểu mua máy ở trên tức là tìm hiểu mua mua máy ở rất là nhiều nơi, và sau đó thì anh quyết định là mua của bên em. Đấy, anh mới xem được video clip của bên em thì anh đấy anh quyết định mua của bên em. Đấy, nên là anh rất là cẩn thận, anh xem rất là nhiều video mở máy. Như mọi người có thể thấy là đây là cái lần mở máy lần đầu tiên, khi mà em mở cái nẹp này thì nó sẽ có một cái lực dính nhất định mọi người nhé, nó sẽ dính một cách nhất định đấy, chứ nó không phải là đẩy cái nó ra. Đấy, lúc nãy là em đã cậy lên rồi đấy. Đây thì chân rắc connect nó rất là đẹp. Đây. Nó rất là đẹp này nhá. Đây. Đây những cái đệm cao su này nó vẫn còn nguyên này nhá. Đấy, đây này. Đấy, nếu mà mình sửa ấy. Những cái đệm cao su này anh có thể thấy này, nó vẫn còn nguyên này nhá. Đấy, nó vẫn còn nguyên, nó rất là đẹp. Đấy. Nếu mà mình sửa thì những cái đệm cao su này nó sẽ bị nhăn nheo này, tại vì nó bị tác động bởi nhiệt. Đây là nó nguyên này. Cái như thế là chưa có tác động và chưa có dấu hiệu của cái việc là cậy cái connect này lên. Bây giờ thì em sẽ mở tiếp cái nẹp bảo vệ camera này. Đấy, để cho anh xem.
À, đây anh có thể thấy là camera sau rất là đẹp, không có dấu hiệu của cái việc cầm nắm sờ mó hay là xử lý gì nhá, nó chả có dấu hiệu viết gì cả. Bây giờ thì em sẽ cho anh xem lại số email của máy một lần nữa, trong đó thì mở máy ra cho anh xem một lần nữa rồi nhé, để tránh trường hợp có bác nào đó nói em là cháo máy thì để em tránh cái phòng tránh cái trường hợp đó. Cái số email của máy là 24720, đúng như máy anh đặt của bên em. Và khi mình mà nhận máy thì anh kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Đây, bên trong máy này nhé, quỳ tím này, quỳ tím này, đấy, siêu màn hình này, đấy, vẫn còn nguyên này nhá, đệm, camera, IC màn, chưa có dấu hiệu của việc khò ra và hàn lại, rất là phẳng phiu. Đây là một con IC màn nữa, rất là phẳng phiu nhé. Và đây là rắc kết nối. Những cái đệm cao su vẫn còn này nhé. Đấy. Như thế này là chưa có dấu hiệu của việc mở ra, chưa lần nào mở rắc ra. Và đây là trên chỗ camera này. Đấy, camera này. Chưa có dấu hiệu của xử lý gì mọi người nhé. Đây là siêu pin này, đây là siêu pin, rất là đẹp, rất là mỏng nhé, siêu pin gì, siêu pin rất là đẹp, rất là mỏng. Đây, siêu pin đây. Lúc nãy em quay ở cái chế độ zoom từ 1 lên nên là nó hơi bị kém sắc nét. Đấy. Thì bây giờ em quay lại cho mọi người. Đây, siêu pin đây mọi người nhé. Giờ em quay ở cái mặt cái camera macro đấy, nên là nó sẽ đẹp hơn, sắc nét hơn. Quỳ tím này, đệm cao su này, nó có đệm cao su và nó là đệm cao su zin chứ nó không phải dán lại, tại vì không có thợ nào mà dán lại được, nó mượt mà này, nó hoàn hảo thế. Đây, IC màn đây, phẳng view mọi người nhé. Đây là một cái IC nữa. Đấy. Phẳng view nếu mà có dấu hiệu mà khò ra để hàn lại thì cái chỗ này nó không phẳng view này mọi người nhé. Chỗ này thì nó sẽ có những cái vết của cái que hàn, vết của mối hàn mọi người nhé. Xin chân thành cảm ơn anh Tuấn ở Thủy Nguyên Hải Phòng đã tin tưởng Tú Vân Mobile và đặt hàng cây máy này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đây là trường hợp anh Tuấn yêu cầu mở máy ra để kiểm tra, và đối với chiếc máy này thì bên em sẽ không 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 sẽ không bao là không ưng thì trả lại mọi người nhé. Tại vì máy mở ra rồi thì bên em bán nó rất là khó luôn. Nhưng mà để inox thì bên em bán thì nó dễ hơn mọi người. Nên là lưu ý mọi người nhé. Với trường hợp mà mọi người
yêu cầu mở ra kiểm tra này thì em vẫn bảo hành cho mọi người bình thường. Có khi mà mở ra thì em đóng lại áp suất mọi người nhá. Nhưng mà có một cái là sẽ không 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 có cái chế độ là không ưng thì trả lại mọi người nhá. Còn bình thường nếu mà máy mà để ở chế độ mà chưa mở ốc ấy, đấy, thì bên em sẽ bao mọi người dùng không ưng thì trả lại. Đây là siêu zin theo siêu zin theo máy mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể thấy là đây siêu của nó. Thứ nhất là đặc điểm của siêu zin thì nó rất là dính, chung là thợ nhìn biết ngay siêu zin nó rất là dính luôn mọi người. Đấy, và cái siêu zin thì nó sẽ dán được, dán rất là đẹp tại vì máy nó dán và nó sẽ ra được tràn tràn ra cái khung này mọi người nhé. Đấy, đây có một đường bo này, là cái siêu của nó là nó sẽ bo ra đúng cái để nó bo ra rất là đẹp, nó bo ra đúng cái đường cua này này. Đấy, đường cong đường cua này. Đấy, mọi người có thể thấy đây là siêu zin này. Đấy, và nó rất là đủ mọi người nhé. Máy này chưa mở ra là nào cả. Đến đây thì em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.